Nhân danh cha và con và thanh thần AMEN Ông bà anh chị em rất thân mến Lời Chúa hôm nay Một lời mời gọi mỗi người chúng ta Trong cuộc sống hay sắc tín vào Chúa hơn Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Do An Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần Những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín Vì sợ người Do Thái Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông. Các con hãy nhận lấy thánh thần, các con tha tội ai thì tội người ấy được tha Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại Bấy giờ trong 12 tông đồ Có ông Tô Ma gọi là Đi Đi Mô không cùng ở với các ông Khi Chúa Giêsu hiện đến Các môn đệ khác đã nói với ông rằng Chúng tôi đã xem thấy Chúa Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin tám ngày sau các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có tô ma ở với các ông trong khi các cửa vẫn đóng kín chúa giêsu hiện đến đứng giữa mà phán bình an cho các con đoạn người nói với tô ma hãy sọ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy Chớ cứng lòng nhưng hãy tin Tô Ma thưa rằng Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi Chúa Giêsu nói với ông Tô Ma vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin Phúc cho những ai đã không thấy mà tin Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ Và không có ghi chép trong sách này nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Ông bà anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe tin mừng kể lại cho chúng ta một sự kiện đã xảy ra sự kiện này dường như đã gợi lên trước mặt chúng ta hai bức tranh sống động. Bức tranh của những người bước theo Đức Kitô, bức tranh của những tông đồ đã đang và tiếp tục bao trùm lên nỗi sợ hãi và lo lắng qua cái chết thập giá của Đức Kitô. Và để ra một sự hoang mang qua sự phục sinh của Ngài, hai bức tranh ở trong hai giai đoạn khác nhau cách nhau một tuần lễ thánh ký doan đã kể lại cho chúng ta tám ngày sau sự hiện diện của các tông đồ với những sợ hãi những lo lắng khi các ngài hội họp mà các cửa nhà đóng kín bởi vì vẫn còn đó sợ hãi hoang mang qua cái chết thập giá qua đau khổ của đức kitô và dường như còn mang một nỗi hoang mang Khi các ông nghe rằng Chúa đã sống lại Và hiện ra với người này, với người kia Vẫn còn một nỗi hoang mang Khi mộ trống vẫn nằm đó Những giải băng, những khăn liệm vẫn còn y nguyên Thế nhưng không còn thân xác của Thầy mình ở đâu Tôma một trong những người đã đặt ra nghi vấn đầu tiên này nếu tôi không xỏ ngón tay tôi vào lỗ tinh của ngài nếu tôi không thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn người thì tôi không thể tin nào được ngài đã sống lại vâng bối cảnh này gợi lên cho chúng ta một hình ảnh sống động hơn dường như việc cứng lòng tin của mà, bởi vì khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ Ông không được chứng kiến Ông muốn mắt mình được chứng kiến Nhìn thấy hình ảnh sống lại của Thầy Ông muốn chính ngón tay của ông Ông muốn chính bàn tay của ông Thọc vào những lỗ đinh, những vết thương trên cạnh sườn của Thầy Để ông nói lên rằng việc Thầy đã chết và phục sinh Là một sự kiện thật rõ ràng bức tranh này gợi lên cho chúng ta phía sau sự lo lắng, sự e ngại, sự sợ hãi, sự hoang mang thì hình ảnh của một Đức Giêsu Kitô đấng đã chết cho con người và đã sống lại hiển vinh, ngài vẫn luôn luôn tỏ lòng nhân hậu, tỏ lòng khoan dung. Ngài đích thực là một Thiên Chúa của tình thương mặc cho đoàn tông đồ đã bỏ chạy đã trốn đã chối trong cuộc khổ nạn của ngài mặc cho những tông đồ cứng lòng tin đi nữa thì ngài vẫn luôn hiện diện ngài đến với các tông đồ để rồi đem lại bình an bình an cho các con ngài đến với các tông đồ để nói lên rằng ngài đã tha thứ đã bỏ qua tất cả những lầm lỗi những yếu đuối, những khuyết điểm của một con người mà nơi các tông đồ của Ngài đã mắc phải. Ngài bỏ qua, Ngài tha thứ tất cả để nói lên với các tông đồ. Ngài là một thiên chúa của lòng thương xót. Tô mà dẫu có cứng lòng tin thì chúa cũng không và Ngài còn hiện đến để rồi Dường như lần thứ hai trong bức tranh sống động thứ hai Hiện đến cho với Tô Ma thì đúng hơn Tô Ma hay sỏ ngón tay con vào lỗ đinh Hay thọc bàn tay con vào cạnh sườn thầy Chớ cứng lòng nhưng hãy tin Tô Ma không cần phải sỏ ngón tay Không cần phải thọc bàn tay vào cạnh sườn thầy làm gì nữa Bởi vì chính ông đã được chứng kiến Thầy mình cho nên ông đã sụp lạy xuống lạy chúa con lạy thiên chúa của con vâng kính thưa ông bà anh chị em bức tranh của bài tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta chính hình ảnh của một thiên chúa đầy tình yêu đầy lòng thương xót ngài cũng đang ở trong cuộc sống của mỗi người chúng ta có lẽ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng bao trùm lo lắng sợ hãi tính toán cho tương lai rồi hoang mang vân vân tất cả nó đang gói gọn trong cuộc sống của một con người và cũng có ở đó sự thất tín sự bất trung tội lỗi đang bao trùm lấy chúng ta làm cho chúng ta dường như xa chúa và đức tin của chúng ta cũng lung lay thế nhưng bức tranh của các tung đồ ngày xưa Đó cũng là bức tranh của cuộc đời mỗi người chúng ta hôm nay chỉ khi nào có sự hiện diện, chỉ khi nào có hình bóng của Đức Giêsu trong cuộc sống, chúng ta mới tìm được bình an. Còn vắng bóng Chúa thì sẽ có sợ hãi, sẽ có lo lắng, sẽ có nghi ngại. Vắng bóng Chúa, chúng ta sẽ chạy theo biết bao nhiêu những sự giả trá và đánh mất phương hướng của mình. Các tông đồ xưa nhìn nhờ được hình bóng của Đức Kitô, nhờ cảm nhận được sự hiện diện của Đức của đấng đã chết và phục sinh, cho nên các ngài bình an và đón nhận lời của Thầy như cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con và các ngài sẵn sàng ra đi để trở nên chứng tá cho đấng đã chết và phục sinh đó. Thì ngày hôm nay đây cuộc đời của mỗi người chúng ta thương bà anh chị em Chúng ta cũng cần phải có cái sự hiện diện của Đức Kitô ngay trong tâm hồn, ngay trong cuộc sống, ngay tại gia đình của chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ lắng nghe được lời của Ngài dường như đang trách yêu chúng ta mỗi lần chúng ta xa ngã, mỗi lần chúng ta lỗi phạm, mỗi lần chúng ta lạc xa Chúa con chớ cứng lòng nhưng hãy tin thầy đây con hãy đưa ngón tay con hãy đưa bàn tay con để cảm nhận được những nỗi đau của thầy hãy cảm nhận được một thầy đã chết và sống lại cho con vâng chỉ khi nào chúng ta nghe được lời của chúa phán trong cuộc sống của chúng ta qua từng giáo huấn của giáo hội qua lời của chúa qua từng biến cố nhờ đó chúng ta sẽ nhận ra được lời của chúa và chúng ta vững tin hơn để rồi như là tô ma chúng ta cũng sẵn sàng quỳ xuống trước mọi biến cố trước mọi thử thách và thưa với chúa rằng lạy chúa con lạy thiên chúa của con có như vậy đời sống của mỗi người chúng ta mới trở nên giá trị đời sống của chúng ta mới thực sự đem lại cho chúng ta hạnh phúc xin mẹ maria như mẹ đã luôn luôn vững tin vào con của mẹ Cho dẫu cái chết trên đỉnh đồi Golgotha Khi mà mọi người đều bỏ rơi Mọi người đều ngoảnh mặt lại với con mẹ Thì mẹ vẫn đứng đó, vẫn can đảm, vẫn mạnh mẽ Và tin rằng con mẹ là thiên chúa Thì xin mẹ cũng giúp cho mỗi người chúng ta Trong cuộc sống dẫu có thế nào Dẫu có đối diện với muôn vàn thử thách khó khăn Chúng ta vẫn tin rằng đấng đã chết và phục sinh đấng đang ở trong cuộc sống của chúng ta đang cùng đồng hành và dẫn bước chúng ta nhờ đó chúng ta can đảm hơn trong cuộc đời này xin mẹ luôn nâng đỡ và chúc lành cho chúng ta